Nè anh kia, anh đứng lại với tôi, anh trả tiền cho tôi đây. Nè nè nè, thôi nha, thôi nha, nha, thôi nha. Thôi thôi cái gì? Đàn ông nha, động thủ chứ không có động thủ nghe chưa? Thì đúng rồi, động thủ mà hôm nay tôi muốn tôi đánh anh. Ê tôi lộn. Anh đừng có vừa ăn cướp vừa la làng nha, nha. Không, đàn ông là phải động khẩu chứ không có động thủ. Không nói nhiều nữa, bây giờ nè. Tôi nhất quyết phải động thủ với anh. Tôi nè, thôi nha, thôi nha. Thôi nha, ông đừng có vừa phải thôi nghe chưa? Thôi đi. Thôi, 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 tôi nói thôi, 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 thôi. Hai anh là... Thôi. Cái gì vậy? Hai người là cái gì? Đánh lộn. Có đáng mặt đàn ông hay không? Tại sao giữa công viên này đánh nhau như thế này? Tại ổng làm chuyện không đúng. Tại ổng không đúng mới đúng á. Thôi vậy nha. Khoan đã. Bây giờ để tôi nói một lời công đạo. Anh là ai vậy? Tự nhiên chuyện của người ta tiện xen vô là sao? Má đâu ra vậy hả? Tôi là người đi đường. Vì thấy bất bình cho nên tôi ra tay cứu giúp. Rồi. Tóm lại một chuyện. Tên đó là người sai. Ê. Hắn là kẻ ăn cắp. Ăn cắp tiền của tôi. Tôi ăn cắp tiền của anh hồi nào? Không tin hả? Kêu ổng móc trong túi ra đi. Có 500 ngàn của tôi đó. Đúng. Trong túi của tôi có 500 ngàn. Thì đây trả đây. Nhà nào ông làm gì trực trịch như chó vậy hả? Cái gì vậy? Trời ơi, đó là trong túi của tôi chứ tôi đâu có ăn cắp ăn cướp của ai đâu mà tự nhiên ông trực giống như tôi là tội phạm vậy. Thì ra là của anh. Của tôi. Trời, cái gì? Dẹp đi. Bằng chứng đâu mà anh nói tiền đó tiền của anh. Bằng chứng cái gì? Thì nó nằm trong túi của tôi là nó là của tôi thôi. Nhưng mà tôi là người thấy trước. Ê vậy nha. Nhưng mà tôi là người lấy nó trước. Tôi là người thấy trước. Thôi đi, bây giờ hai người có cãi 1.000 năm nữa thì cũng không có kết quả đâu. Bây giờ hãy kể cho tôi nghe để tôi biết tiền này là của ai. Trời ơi, để tôi kể trước cho nè. Cái đó là anh chỉ nghe thông tin từ một chiều thôi. Đúng rồi. Tôi chưa kể anh nghe mà sao anh biết được bằng kết luận. Ủa vậy hả? Đúng không? Rồi kể đi. Để tôi nói anh nghe, chuyện là như thế này. Đúng không? Tôi là người thấy trước mà, tôi là người lấy trước mà. Không hề, tôi là người nhìn thấy nó trước. Nè, ông mập kia. Vậy? Ông thấy trước xong rồi ông lấy đi. Thì tại tôi mập quá, tôi chạy không kịp thôi. Cái đó là lỗi của ông, ai bị ăn nhiều. Thôi, thôi, bây giờ cãi hoài. Bây giờ chỉ còn một cách này thôi. Là hãy tái dựng lại hiện trường đi. Rồi tôi sẽ từ đó mà phán đoán ai là người đúng, ai là người sai. Lấy, ông không có tin lời tôi kể hả? Thôi, đưa 500 ngàn đây, tôi giữ cho, hiểu không? Nếu như một trong hai giữ là cả hai sẽ buồn, hiểu không? Rồi tái dựng lại hiện trường đi. Rồi đầu tiên nè, giữ thôi là chưa? Cái tờ tiền nó nằm ở đây đó, đúng chưa? Nằm yên đúng đó. Rồi sao đâu? Rồi đó, rồi lúc đó là tôi núp trong cái tay này nè. Rồi vô bụi lùm đi, vô bụi lùm đi. Núp nha. Rồi. Còn anh là từ xa đi tới phải không? Từ xa đi tới nè. Vô nè. Rồi lúc này tôi thừa quá, tôi vấp cục đó. Tôi lấy tay tôi giữ tờ tiền. Anh lộn rồi. Khúc này không có anh. Không, câu chuyện này chỉ có tôi với đúng rồi, hai người à. Tôi biết rồi, hồi đầu là không có tôi. Nhưng mà bây giờ là có tôi vô đây rồi. Hiểu không? Là tôi giữ cái tờ tiền này sẽ không bay khỏi hiện trường, là mọi người dễ tái hiện hiện trường hơn, hiểu không? Là giữ giùm á hả? Rồi. Đừng ai lấy đúng không? Anh trong cây phải không? Rồi, tôi vô cây, tôi nấp nè. Phải không? Từ xa đi tới nữa nè. Rồi, từ xa đi tới nè, tờ tiền đây nè. Rồi. Giờ tôi nhìn thấy trước nè, tôi nhìn thấy nè. Từ xa đi tới nè. Tôi cũng vô tình phát hiện nè. Tôi nhìn thấy nè, tôi chụp nè. Đó. Dạ, tờ tiền này nè. Kỳ rõ ràng tôi là nhìn thấy trước, nó phải thuộc về tôi chứ. Lúc đầu là tôi lấy trước, tôi mới cất vô trong túi, hiểu chưa? Không, tôi là người thấy trước. Thôi, tôi phân tích nè. Bây giờ, anh là người thấy trước. Đúng. Tờ tiền thuộc về anh. Đúng. Bây giờ, anh là người chạm vô tờ tiền trước. Lấy trước. Tờ tiền thuộc về anh. Đúng rồi. Còn tôi, vừa thấy mà vừa chạm được thì tờ tiền thuộc về tôi. Trở mặt nha. Cái này là càng không được nha. Công đầu tiên cũng nhì là nó, tôi ít nhất phải 300, nó 200. Không có nè, tôi là người nhìn thấy nó thì tôi phải là người nó lấy nhiều hơn chứ. Ông này giờ nó ban vô thì đúng rồi. Dạ, thôi thôi. Khoan. Bây giờ chia lại từ đầu ha. Chia sao cho được đó. Mình lấy cái tờ 500 này mình chia ba. Mỗi đứa 150. Còn 50 ngàn đó mình lấy mình đi ăn chè kết giao tình bằng hữu. Rồi vậy đi, quyết định. Rồi giờ sao chia? Thì đó, thì sáng giờ cũng chưa có tiền nè, thấy tờ 500 ngàn này đầu tiên nè. Tôi cũng đâu có mang tiền theo đâu. Bây giờ có tiền đổi không? Chết rồi, bây giờ. Giờ sao? Phải chia, có người đổi tiền cho chúng ta nhỉ? Này các con muốn gửi tiền à? Ồ, ông già Tuyết trong truyền thuyết là có thiệt. Em giận á, chứ em bán hàng. Mấy anh mua hàng giùm em đi, sáng giờ bán ế quá. Nè, có ông già Tuyết luôn nè. Nè, có cái ông
cây thông đẹp lắm nè. Bán dạo mà đầu tư dữ vậy hả? Trời ơi, cái cây thông này hả là dễ ẹt à. Ở nhà tôi nha, tôi còn làm được á, những cái còn đẹp hơn vậy nhiều lần nữa kìa. Thiệt không á? Thiệt. Anh làm đi rồi tôi đuổi tiền cho. Trời, để tôi làm cho sáng mắt ra nha. Cây thông Giáng sinh kiểu 1. Nguyên liệu: giấy bìa, bột nhũ kim tuyến, những hạt ngọc màu lấp lánh, keo sữa, cò dẻ. Cách làm: bước 1. Đầu tiên, ta cắt giấy bìa thành một hình chóp nón. Bước 2. Tiếp đến, bạn phết một lớp keo sữa lên, rồi dùng bột kim tuyến nhũ rắc kín lên bề mặt bìa. Bước 3. Sử dụng keo để gắn những viên đá vào các vị trí khác nhau, tùy theo ý thích của bạn. Bước 4. Dán thêm icon trên đỉnh chóp nữa là hoàn thành rồi. Thật lấp lánh và đẹp mắt đúng không nào? Ông nói được là ông làm được. Kéo tay. Đó. Cái thông lấp la lấp lánh có công thơm thơm. Được đó. Rồi rồi. Ờ đó, tôi làm được rồi nè. Rồi rồi, đổi tiền đi, đổi tiền đi. Gì? Ủa thì nãy anh nói làm rồi đổi. Nãy mới nói tôi thì rồi nó làm được không đổi tiền. Đổi tiền gì? Không mua hàng mà đòi đổi tiền hả? Rồi coi. Ý anh lật lọng là bắt tôi mua cây thông của anh á hả? Thôi được rồi, được rồi. Tôi sẽ mua đồ của anh. Nhưng mà tôi không mua cây thông, tôi sẽ mua cuộn đi băng. Cho rẻ. Tôi để làm cây thông. Được không đó ông? Ông cũng biết làm. Rồi, làm dằn mặt lại nó chứ, đúng không? Kiểu 2. Nguyên liệu: ri băng xanh, đồ trang trí, giấy bìa. Cách làm: đầu tiên, ta cũng tạo hình chóp nón như kiểu 1. Tiếp đến, ta bắt đầu quấn ri băng thành các nếp gấp xung quanh bìa chóp đã tạo. Cuối cùng, trang trí lên cây thông bằng những vật trang trí đã chuẩn bị. Vậy là hoàn thành, quá đơn giản phải không nào? Tự tay làm cây thông handmade này để trang trí Giáng sinh hay tặng bạn bè đều rất ý nghĩa. Chúc bạn thực hiện thành công và đón Giáng sinh thật vui vẻ. Gặp được hai ông khéo tay thiệt, không làm cái thông tiết kiệm quá trời luôn á. Rồi trả tiền đi băng nè. Trả tiền á. Rồi thôi lẹ. Cũng đi băng á. Thôi đi. Ủa, tiền này quen quá ta. Hình như hồi sáng tôi làm rớt nè. Vậy vậy? Quen cái gì quen? Ê, mày nha, đừng nói muốn chi 4 nha ông. Này tiền của tôi rõ ràng nãy giờ nha. Nè, có tên tôi nè. Đúng rồi, tiền của tôi á, các anh lượm được, cảm ơn nha. Tôi đi đây. Ê! Ủa sao tiền mất năng lượng vậy? Phải dí theo nó. Khoan. Trời đất ơi, cái gì vậy? Của thiên cũng trả đĩa à. Ê, nhưng mà tự nhiên mình được lời hai cây thông đem về tặng ba mẹ cho Giáng sinh cho vui. Ba mẹ ơi, con về đây, thông đây ba mẹ ơi. Này các con. Hả? Đổi tiền à? Ông bụt. Ông già tiếp.